Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một cái lọc Equalizer có hãng là Victor, có model là CE75. Thì Victor là một trong những hãng thương hiệu nổi tiếng trong việc làm và chế tạo những cái lọc Equalizer này. Thì đây là một cái lọc trong cái bộ dàn, thì nó sẽ có kích thước là chiều ngang là 34 cm nha, và chiều cao là 8 cm, và chiều sâu của nó là 30 cm nha anh em. Và với cái lọc Victor này thì nó sẽ sở hữu loại hai dãy đèn nước rất là đẹp nha anh em, và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta hai cái volume để mà chỉnh biên độ cái đèn, để chúng ta có thể điều chỉnh biên độ cao thấp trông rất là đẹp mắt. Và với cái lọc Victor này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta 7 kênh tần số mỗi kênh, một kênh A, kênh trái và kênh phải nha anh em. Nó sẽ hỗ trợ tần số từ 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kg, 2.5kg, 6.3kg và 16kHz nha anh em. Cũng như là anh em có thể chỉnh chung hoặc là riêng biệt. Rất là hay. Và đây là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nên cái chất âm của nó rất là chuẩn và hỗ trợ trong cái bộ dàn âm thanh khá là hiệu quả nha anh em. Cũng như là anh em có thể tăng cường cái chất âm trong hệ thống karaoke cũng khá là hay. Rồi bây giờ em sẽ test cái chất âm của cái lọc Equalizer. Em sẽ tắt mở on off các chế độ và thay đổi cái biên độ tần số để cho anh em xem ha. Rồi trong cái không khí cũng cận Tết ha, thì ta test một cái đoạn nhạc xuân để nó có không khí, cũng như là anh em có thể sử dụng cái lọc này hỗ trợ trang trí trong cái hệ thống audio gia đình, cũng như là tăng cường cái chất âm cũng khá là hay nha. Sẽ quay cái kết nối phía sau của cái con lọc Victor này nha anh em. Và đây là kết nối tín hiệu phía sau con lọc Victor nha anh em. Đây là tín hiệu lọc audio in nha. Đây là line in và đây là out xuất ra âm đi nha anh em. Đây cái thông số của nó là Tokyo Japan, made in Japan. Victor CE75. Điện áp 100V và công suất của nó là 16W nha, công suất tiêu thụ điện made in Japan luôn. Hình thức con này thì còn khá là đẹp nha anh em. Lắp lưng xung quanh còn rất là đẹp. Rồi về cái nắp lưng phía trên ha. Rồi tiếp theo em sẽ mở ruột gan cái lọc này cho anh em xem luôn. Và đây là ruột gan bên trong con lọc Victor nha anh em. Ruột gan rất là dày đặc ha.
Ruột gan thì nó khá là gấu ha, gấu hơn rất là nhiều so với những cái lọc Việt Nam, thì nó sẽ có một cái tầm giá cực tốt. Và cái con này, lọc này em sẽ để với giá là 2.150.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nó sẽ hơn cái lọc Việt Nam khá là nhiều, cả về chất âm cũng như là thiết kế cấu tạo nha anh em. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.